anh lặng nhìn bầu trời và anh mắt mộng mơ. Sợ người yêu không khẽ khẽ bên tai anh kể chuyện xưa, chuyện xưa kể rằng đơn tim giới ấy ngày vui kết qua đắng. Thiên quốc đang vui một nàng tiên nữ làm rơi ly ngọc ngà. Đã sai nên tội bèn đo đài nàng xuống dưới trần gian. Người như thế không biết bao lâu mới được quay về trời. Theo hai nàng tiên gái xuống dương trần, mong chiều bay thật nhiều dài thương đời linh thương. Kiếp trong không xưa nên dụ rằng mộng hơn thiên quan người sắc đẹp mày hỏi là sẽ đưa tiền về tiện nói do là tiếng thoáng dặn trời nắn tiếng chưa về đâu tiếng giang cảnh tung đòi cơm trắng và đang ngắm mưa rơi đang đứng bên này nguyện cầu mưa mãi cho tiếng mình về thiên ơi nếu trời gọi về không bao giờ về. Niềm người kiên nói kiên thiết dân gian với chiều ở nhà ông nội mà bên tôm giống làm bên Hà My. Xong anh em. Nàng tiên giang trần tung đôi cánh cánh và đang ngắm mây bay. Em đứng bên anh nguyện cầu mưa mãi cho tiên đừng về. Tiên ơi nếu mà trời gọi về có về không? Niềm cười tiếng nói tiếng thân dương gian với chiều mưa thật nhiều.
này cho nó không rớt ra chạy là nhiều rớt ra. Thùng máy là kêu rè rè. Show thứ hai nha anh em. Lớn lớn nhạc nữa đi. Nay chút xíu à. À cái đó đó. Sao em bỏ xa đi, anh nào có tội tình gì? Sao em bỏ xa đi, anh nào có nói lầm gì? Sao em bỏ xa đi, để anh thương nhớ hoài hơn kỷ niệm. Buông lên mấy nẻo hẹn hò em biết không? Sự khuya lạnh đón vai đi tôi vui một mình, ô tư nặng con tim, anh còn thao thức cả đêm. Sao em bỏ xa đi, để anh quay giữa dòng xuôi ngược. Giờ đây mất nhau rồi tình mồ côi. Mà theo cao mướn sợi tình
biết rằng tỏi ăn kẹo dân trái ngọt tươi. Mà tèo cao ước xoay tình rồi, nên tèo giữa đời ôm đại sầu buồn đứng ngôi. Anh mang tội gì mê nên đường yêu lạc nẻo về. Các khúc tiếp theo được mang tên Gà Trống Nuôi Con. Chiều hai bàn anh em, chiều hai bàn.